Tuchel nói rằng tỷ số 3-0 không phản ánh đúng diễn biến trận đấu khi Bayern thủng lưới ở những lúc họ đang chơi hay hơn. Bàn sút xa mở tỷ số của tiền vệ Rodri bị ông cho là cơ hội không rõ ràng. Bayern đáng ra phải ghi ít nhất một bàn, huấn luyện viên Bayern nói thêm. Và chúng tôi không đáng bị thủng lưới một, hai bàn khác. Tuchel đã dẫn dắt Bayern 15 ngày kể từ khi được bổ nhiệm thay Julian Nagelsmann. Ông nói rằng hàng thủ đã phòng ngự đầy cảm xúc dù thủng lưới 3 bàn trên sân Etihad. Hôm nay tôi thêm yêu Bayern một chút, ông nói. Tôi thực sự thích cách cầu thủ phòng ngự một đối một. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng trận đấu hôm nay thực sự vui. Bayern giữ bóng 56% thời lượng nhưng dứt điểm ít hơn với 12 so với 17 cơ hội của Man City. Khi được hỏi vì sao đội khách không ghi bàn, huấn luyện viên người Đức nói, chúng tôi thiếu phong độ và sự tự tin. Bỏ lỡ cơ hội trong bóng đá cũng là chuyện thường tình. Đôi khi chúng tôi cần đưa bóng tới góc chết hoặc đập vào đối thủ đổi hướng. Nhưng hôm nay mọi thứ đều diễn ra ngược lại. Kết quả này cay đắng nhưng chúng tôi cần biết vượt qua. Với việc làm tung lưới thủ thành Jan Sommer ở phút 76, Erling Haaland đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ Premier League đầu tiên ghi được 45 bàn thắng trên mọi đấu trường trong một mùa giải. Tiền đạo người Na Uy đã phá kỷ lục ghi 44 bàn trước đó của Mohamed Salah cho Liverpool mùa giải năm 2017-18 và Ruud van Nistelrooy cho Man United mùa giải năm 2002-3. Ở đấu trường Champions League mùa này, Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi đã ghi được 11 bàn chỉ sau 9 trận. Tiền đạo 22 tuổi cũng là vua phá lưới ở Premier League khi đã góp công với 30 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad.